Xin chào các bạn, mình giới thiệu cái này á, thì tiếng Anh của nó kia là honeysuckle ha, có cái tên là Lonsera purpurifera. Đây là cái tag của nó mình mua trong bên mình á, thì mình mua cái cây con nó nhỏ xíu à, bây giờ nó được 2 năm rồi, nó nở cái bông, nó nở bông ra rất là thơm, và cái bông á, nó nhìn nó giống như là cái con chim vậy đó, nhìn nó giống như con chim vậy nè, nhìn nó đẹp và thơm lắm. Ở đây nó ngọt lắm, mình có thể ngắt cái bông ra mình hút nó đây nè, ngọt lắm giống như mật ong vậy đó. Thì nó có tên, nhiều người kêu nó là honey á, thì cái bông này nó có công dụng về sức khỏe đó, cho nên nó dùng làm thuốc á, hoặc là nhiều người trồng rồi người ta hái cái bông này nè, người ta phơi khô làm trà để uống đó, rất là tốt cho sức khỏe nè. Cây này thì rất là dễ trồng, mình chỉ bón phân cho nó vào mùa đông đó, tháng 8 đó, là mình bắt đầu mình bón phân cho nó, đó compost đó, mình cái thảy nó lên trên đó rồi tự động nó ra bông nè. Mà cái bông của nó lại có rất là nhiều màu, rất là đẹp, màu cam, ba màu, màu cam, màu trắng và màu hồng. Và rất là thơm nữa, và màu vàng nữa. Đây là màu vàng. Mới làm cho nó cái vàng, để cho nó leo lên. Khi mà nó ra bông hết như vậy nè, thì mình đợi cho nó ra bông xong á, thì những cái nhánh này là những cái nhánh già nè, thì mình sẽ cắt cho nó, mình tỉa cho nó để cho nó ra những cái nhánh mới, thì những cái nhánh mới này nó có bông, còn những nhánh này là nó đã ra bông rồi thì nó sẽ không có ra bông nữa, cho nên mình sẽ tỉa bớt nó. Hổm rài bị mấy con bướm nó đẻ lên á, cho nên nó bị mấy con sâu ăn mấy cái lá nè, lỗ hết trơn. Nhưng mà mình không có xịt thuốc gì hết, tại vì đó là một phần của ecosystem của nó là phải như vậy. Mình không có nên keo thiệt, đúng cây không có chết đâu, mà mình cũng không có nên giết và xịt thuốc á, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới những như con ong rồi với con bướm với con ong, là mình cần nó trong vườn để cho nó thụ phấn á, với những con ladybug, con insect mà tốt cho vườn của mình á. Mà mình xịt thuốc á, cho dù cái thuốc đó là từ gừng hoặc là từ ớt hoặc này nọ, thì cũng ảnh hưởng tới những cái con khác, cho nên cái vườn của mình là mình không có xịt gì hết, mình cứ để cho nó phát triển tự nhiên ha. Đó là một phần của thế giới tự nhiên này, mình không có nên can thiệp vô, cho nên vườn của mình có rất nhiều ong với bướm. Và mình ít có bị sâu bệnh nhiều lắm, chỉ có mấy con bướm nó đẻ trứng vậy thôi à. Rồi sau khi nó đẻ xong nó thành con bướm rồi thì thôi, nó chỉ ăn vài cái lá thôi, không có ảnh hưởng gì lớn, mình không có cần phải xịt thuốc nó đâu. Thì cái cây này á, nó thơm ơi là thơm vậy đó, mình trồng nó ngay cái cửa sổ nè, ở trong á mình nhìn ra. Khi mà vô mùa hè thì mình sẽ mở cửa sổ ra để mình hửi những cái mùi thơm của những cái bông này á. Với lại á, mình sẽ hái những cái bông này vô, mình đem phơi khô, mình làm trà mình uống. Nó giống như là cái mùi hoa lài vậy đó, thơm dữ lắm. Mà rất là dễ trồng ha. Với các bạn mà nhà có thì các bạn trồng cây này, cứ để cho nó mọc thôi, không có cần phải chăm sóc gì nhiều đâu. Nó cũng chịu hạn rất là tốt, nhiều khi mình quên tưới nữa thì nó cũng không chết nữa. Cho nên mình khuyến khích các bạn nên trồng cây này, cũng rất là tốt cho sức khỏe nữa. Thì những con ong nó cũng thích cái bông này lắm, cho nên mình chưa có hái và mình để cho mấy con ong. Có con bướm nè.